Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với một loạt công nghệ mới thuộc các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, xóa nhòa ranh giới, kết nối vạn vật. Cách mạng công nghiệp 4.0 có khả năng tác động mạnh mẽ, toàn diện đến sự phát triển kinh tế, xã hội của mọi quốc gia. Việt Nam đã có những chủ trương chính sách kịp thời để đón nhận, thích ứng, phát triển với những biến động của thời đại. Y tế Việt Nam với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe tác động đến toàn dân có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và con người. Ngành y tế là một trong những ngành tiên phong thực hiện các nhiệm vụ của chương trình chuyển đổi số quốc gia, không thể đứng ngoài những chuyển động tích cực, những thay đổi mang tính cách mạng của nhân loại. Chúng ta hãy cùng qua đây là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế hướng tới quốc gia số, quốc gia thông minh. Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế là quá trình từng bước tích hợp và áp dụng các công nghệ kỹ thuật số như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo. Chuyển đổi số ngành y tế sẽ tạo tác động đến cách thức quản lý, chỉ đạo, điều hành trong nội bộ các cơ quan quản lý, thay đổi cách tiếp cận các dịch vụ y tế truyền thống sang các dịch vụ y tế số mà nền tảng là dữ liệu số. Ngay từ những năm đầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng và Chính phủ đã nhận thức được tầm quan trọng của cuộc cách mạng có thể làm thay đổi, nâng cao hiệu quả của mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và đời sống con người. Đảng và Chính phủ đã nhanh chóng khẳng định quyết sách chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp cận và tham gia vào cuộc cách mạng vĩ đại của nhân loại. Chấp hành sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, ngành y tế đã nhanh chóng triển khai xây dựng đề án, chương trình, hướng dẫn mọi hoạt động của toàn ngành thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Với một cái mục tiêu hết sức quan trọng là làm thế nào để phục vụ người dân được tốt hơn và tạo ra được nhiều cái tiện ích đối với người dân trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Và chính vì vậy, ngành y tế đang đặt mục tiêu là chuyển đổi số đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa và tăng tốc hơn nữa trong vấn đề về chuyển đổi số quốc gia. Để thực hiện cái mục tiêu này thì ngành y tế đang thực hiện triển khai một loạt những cái chương trình, những cái kế hoạch để làm sao cho sớm đẩy nhanh cái tiến trình về chuyển đổi số của ngành y tế. Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo toàn diện triệt để Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, các đơn vị chức năng, 63 sở y tế tỉnh, thành phố và các cơ sở hoạt động y dược cả nước phối hợp chặt chẽ, thực hiện từng bước vững chắc trong hành trình chuyển đổi số. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia thì đã được Thủ tướng phê duyệt. Và từ đó thì từng bộ ngành địa phương đều phải có những cái kế hoạch thực hiện cụ thể của ngành mình. Chúng tôi rất mừng là Bộ Y tế, ngành y tế cũng là cái bộ mà ngành tiên phong trong vấn đề về thực hiện các nhiệm vụ mà trong cái chiến lược chuyển đổi số quốc gia đã giao cho. Ngành y tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu ban đầu đáng ngưỡng mộ và tự hào. Bước vào thời kỳ chuyển đổi số, Bộ Y tế đã tập trung xây dựng chương trình chuyển đổi số ngành y tế từ năm 2021 đến năm 2025, định hướng năm 2030 và thực hiện ngay những hoạt động mang tính nền tảng cho chương trình dài hạn này. Bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế để nắm bắt và tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp, tạo ra sự phát triển bứt phá, thì việc xây dựng môi trường pháp lý có ý nghĩa quan trọng giúp ngành y tế ra khỏi các hoạt động đơn lẻ, cục bộ, thiếu liên thông trong chuyển đổi số. Bộ Y tế đã ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 1.0 và phiên bản 2.0. Khung kiến trúc này là cơ sở để tăng cường khả năng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ, tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, triển khai thành công và có hiệu quả nhiều dịch vụ công trực tuyến. Trong 4 năm, từ năm 2017 đến năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo khác làm cơ sở cho chuyển đổi số y tế.
ngày 13 tháng 11 năm 2019, Cổng Dịch vụ Công Bộ Y tế chính thức được khai trương tại địa chỉ https://dichvucong.moh.gov.vn là cổng trực tuyến duy nhất tập trung tất cả các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế. Đến nay, Bộ Y tế đã triển khai 100% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Về đích trước thời hạn, Thủ tướng Chính phủ giao 5 năm và trở thành bộ ngành đầu tiên hoàn thành việc này. Đây được coi là điểm sáng của Bộ Y tế trong triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, đây có thể coi là một kỳ tích của ngành y tế Việt Nam. Với hơn 11.000 trạm y tế xã và 1.400 bệnh viện, đến nay đã có 100% các cơ sở khám chữa bệnh triển khai hệ thống thông tin bệnh viện. 99,5% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã kết nối, liên thông với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là một kỳ tích mà nhiều nước trên thế giới chưa làm được. Trung tâm điều hành y tế thông minh của Sở Y tế Phú Thọ là một trong những cơ sở dữ liệu y tế tương đối đầy đủ của tỉnh. Chúng tôi là 100% các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã thì đã triển khai và đưa cái hệ thống thông tin quản trị bệnh viện HIS lên cái trung tâm điều hành. Chúng tôi đã khởi tạo cái hồ sơ sức khỏe điện tử cho 99,5% người dân ở trong tỉnh và đang tiếp tục làm giàu cái dữ liệu qua mỗi lần khám bệnh chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cũng là đơn vị đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong cấp cứu và điều trị người bệnh đột quỵ. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ có khoảng 20% người bệnh vào viện sớm trong khoảng thời gian vàng, tức là 6 giờ đầu, mới có cơ hội điều trị đột quỵ. Tuy nhiên, khi ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo Rapid trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, có thể mở rộng thời gian vàng điều trị lên đến 24 giờ. Dựa trên cái ứng dụng của cái phần mềm Rapid này, thì cái việc mà bệnh nhân có cơ hội để được cứu sống sẽ tăng lên hơn rất là nhiều. Và từ đó đến nay thì chúng tôi đã điều trị được hơn 600 bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp. Và trong đó thì cứu được 15 bệnh nhân từ lúc triển khai giờ là ngoài giờ vàng. Trong đó có 3 bệnh nhân can thiệp giờ thứ 12, 2 bệnh nhân là giờ thứ 15 thì kết quả rất là tốt. Nhiều bệnh viện trên cả nước đã sử dụng bệnh án điện tử thay bệnh án giấy, tiến tới thực hiện mô hình bệnh viện không giấy tờ, bệnh viện thông minh. Đến nay đã có 11 bệnh viện ứng dụng thành công và công bố sử dụng bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy. Bây giờ thì tôi không phải đến ngồi chờ ở phòng khám nữa mà tôi chỉ cần gọi điện thoại đến đăng ký từ hôm trước và muốn khám bây giờ thì là do chủ động của mình. Khi bấm số rồi là mình cứ ngủ là đến sáng là đến giờ là mình đi đều thôi. Rất là tiện lợi. Chỉ cần ấn vân tay của mình vào và tìm trên hệ thống là ra được thẻ bảo hiểm, không cần phải mang sổ sách hay là bất cứ giấy tờ gì. Bây giờ chúng tôi không in, thì một năm chúng tôi có thể tiết kiệm hàng tỷ tiền giấy in. Tất cả những nhân viên của chúng tôi muốn hỏi lại thì bây có muốn sử dụng lại bệnh án giấy nữa không? Thì tất cả đều trả lời là không muốn sử dụng bệnh án giấy nữa, mà thấy rằng là cái bệnh án điện tử nó rất là thuận lợi. Tất cả đều rất là tốt. Ai có một cái sáng kiến như thế này thì đề nghị nhà nước phải thưởng. Các bệnh viện từ đa khoa tỉnh đến chuyên khoa, rồi đến tư nhân, rồi đến bệnh viện hạng 2. Nó sẽ chuyển đổi số thành công. Tôi nói ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể toàn diện, bỏ bệnh án đi giấy rồi. Thế là thành công chứ nó. Tôi rất mừng và phấn khởi, nói thật. Và tôi đã làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn toàn hoan nghênh đồng tình của họ. Và cũng hiện nay cũng đang giám định trên bệnh án điện tử rồi, không phải giám định giấy nữa. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, đã có 23 bệnh viện triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế không in phim nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo vệ môi trường, tạo nguồn tài nguyên số bệnh viện. Toàn bộ hình ảnh chiếu chụp của bệnh nhân sẽ được lưu kết quả ngay trên máy tính và sau đó gửi lên hệ thống trực tuyến của các khoa, phòng để bác sĩ có thể chẩn đoán sớm, phục vụ cho công tác điều trị. In ra thành phim thì chúng ta chỉ có một hình ảnh thôi, một lát cắt thôi. Khi mà phim chụp của bệnh nhân được số hóa rồi ấy, thì bác sĩ có thể là xem trực tiếp trên phần mềm. Trên phần mềm này thì nó có thể zoom phóng rồi là thay đổi các cái mật độ, xem được nhiều lát cắt mà mình mong muốn. Thì từ đó thì cái công tác hội chẩn nó dễ dàng và nó thuận lợi hơn. Việc ứng dụng hệ thống này vừa có giá trị về chuyên môn khi các kết quả hình ảnh được liên thông giữa các bệnh viện, giúp các bác sĩ ở tuyến dưới có thể hỗ trợ cùng hội chẩn,
Đặc biệt, mô hình bệnh viện không phim từ hệ thống này sẽ giúp tránh lãng phí, giảm thiểu tác hại ra môi trường. Phim X quang, chúng ta đều biết, nếu như để ở lưu trữ ở nhà bệnh nhân thì có thể 1 năm, 2 năm khi là phim hỏng rồi. Đấy là với những người lưu trữ cẩn thận. Còn rất nhiều người là có phim rồi nhưng để mất. Thì nay với cái việc mà ứng dụng cái bệnh án điện tử, trong đó có cái phần mềm PACS, thế thì bệnh nhân cứ đến là chúng tôi tra lại những cái phim cách đây 4 năm, 5 năm, 6 năm, chất lượng vẫn như mới chủ của ngày hôm nay. Về triển khai ứng dụng robot trong y tế được ứng dụng tại một số bệnh viện lớn, robot phẫu thuật nội soi da, robot phẫu thuật cột sống, robot phẫu thuật khớp gối và khớp háng và robot phẫu thuật thần kinh. Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 2628 QBBIT phê duyệt đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến trung ương. Kính thưa quý vị, đây là thời khắc vô cùng ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay và xin được chúc mừng Bộ Y tế, chúc mừng 1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa chính thức được khánh thành. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2020, Bộ Y tế đã tổ chức lễ khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa Telehealth, kết nối 1.000 điểm cầu tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên cả nước. Trong đó có sự tham gia của một số cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Hai bệnh viện của nước bạn Lào và một bệnh viện của Campuchia đã đăng ký làm bệnh viện tuyến dưới của bệnh viện lớn Việt Nam. Chào tất cả các đồng nghiệp ở khắp nơi. Bệnh nhân này thì cũng được chẩn đoán là một cái tổn thương vô hóa. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức là một trong những bệnh viện đầu tiên có ý tưởng lập hệ thống khám chữa bệnh từ xa, đã thực hiện ca tư vấn khám chữa bệnh từ xa từ năm 2006. Hơn 110 cơ sở y tế từ các bệnh viện ở vùng sâu vùng xa, các bệnh viện tuyến tỉnh, quân y và dân y đã được kết nối với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong khám chữa bệnh từ xa. Hơn 600 buổi truyền hình trực tiếp về đào tạo và hội chẩn từ xa đã được tổ chức. Hệ thống khám chữa bệnh từ xa này sẽ càng ngày càng phát huy được cái tác dụng của nó. Ở trong ngành y tế, nó tạo ra một cái thế giới phẳng, nó xóa nhòa cái khoảng cách về mặt địa lý. Và những cái người bệnh ở vùng sâu vùng xa cũng có thể được khám, được tư vấn bởi những cái thầy thuốc, những cái chuyên gia đầu ngành trong cả nước. Đấy là một trong những yếu tố mà tôi cho hết sức là quan trọng để mà cái dự án này nó sẽ được tiếp tục triển khai và nó sẽ đạt cái kết quả tốt. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe đã được Bộ Y tế quan tâm triển khai, như đã thực hiện phần mềm tiêm chủng mở rộng, trên 6,2 triệu trẻ em tiêm chủng được quản lý. Về các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, lần đầu tiên chúng ta đã có thống kê y tế điện tử, đảm bảo thống kê y tế từ cơ sở đến trung ương. Bộ Y tế cũng phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình, dược và mỹ phẩm, nhân lực y tế, an toàn thực phẩm. Bộ Y tế đã công khai ngân hàng dữ liệu ngành dược, thúc đẩy số hóa ngành dược để phục vụ quản lý được tốt hơn. Thiết lập trang thông tin công khai giá trang thiết bị y tế, giúp cho các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế tham khảo, lập dự toán nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2020, khi bóng đen COVID-19 bao trùm toàn cầu, chính phủ đã kịp thời vào cuộc ở góc độ vĩ mô. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai kiểm soát dịch, thực thi các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội. Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông và các ngành khác xây dựng triển khai nhiều ứng dụng hỗ trợ tốt trong phòng chống dịch COVID-19 như bản đồ chung sống an toàn COVID, ứng dụng truy vết Bluezone. Y tế Việt Nam đã kiểm soát thành công hai đợt bùng phát dịch trong năm 2020, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng toàn cầu trong chống dịch. Có thể nói chưa bao giờ ứng dụng công nghệ mạnh mẽ như vậy. Bây giờ tất cả chúng ta mở điện thoại thì đều có tin nhắn là khuyên là ở nhà thực hiện chỉ thị và những cái lời khuyên khác nhau. Bộ Y tế cùng các đơn vị trong ngành đã có nhiều quan tâm đầu tư về hạ tầng kỹ thuật. Bộ Y tế đã đầu tư Trung tâm Dữ liệu Y tế Quốc gia. Các cơ sở y tế đều có phòng máy chủ, kết nối hệ thống thông tin khám chữa bệnh với hệ thống giám định thanh toán bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các cơ sở trực thuộc của Bộ Y tế, các bệnh viện đã hình thành hệ thống tổ chức chuyên trách công nghệ thông tin.
có 95% các bệnh viện hạng 1 và hạng đặc biệt đã thành lập phòng công nghệ thông tin. Các đơn vị khác đã có bộ phận cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Với những thành quả bước đầu đã đạt được, tầm nhìn của chuyển đổi số ngành y tế tới năm 2030 là việc ứng dụng công nghệ số trên hầu hết các hoạt động dịch vụ của ngành y tế, hình thành nền y tế thông minh, thay bệnh án điện tử cho bệnh án giấy. Mục tiêu chuyển đổi số ngành y tế tới năm 2025 là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tích hợp lên cổng quốc gia, triển khai trên thiết bị di động. 90% người dân được định danh y tế, 100% cán bộ y tế được định danh, 80% hệ thống thông tin y tế kết nối, chia sẻ qua nền tảng tích hợp dữ liệu y tế. 60% dịch vụ y tế được thanh toán điện tử, 20% lượt tư vấn khám chữa bệnh từ xa trên tổng số lượt khám chữa bệnh. 210 bệnh viện chuyển đổi số thành công, triển khai bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh. Thì chúng tôi đối với ngành y tế, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu sớm hơn. Ví dụ như là những cái chương trình chúng tôi vừa đề cập đến, vấn đề về cái hồ sơ sức khỏe thì đến năm 2021 và 2022 chúng tôi sẽ hoàn tất cái chương trình này. Thế rồi vấn đề về ứng dụng cái AI và trong cái việc mà như chẩn đoán, điều trị, thế rồi là trong vấn đề về quản lý, trong vấn đề về cấp phép thì năm 2021 chúng tôi đã có kế hoạch triển khai cái chương trình này. Khi chúng tôi thay đổi trong vấn đề về cơ chế điều hành, thay đổi về cơ cấu, về giá dịch vụ y tế và thay đổi trong cái cách thức điều hành thì chúng tôi sẽ làm cho cái chương trình chuyển đổi số của y tế nó sẽ đẩy mạnh hơn, ở mức độ cao hơn và nhanh hơn so với mục tiêu đề ra. Chuyển đổi số là hướng tới tạo điều kiện cho người dân thuận lợi hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Chuyển đổi số trong ngành y tế lại càng thể hiện điều này vừa hiệu quả vừa nhân văn. Đó cũng là một động lực để y tế thông minh, y tế số phát triển nhanh trong thời gian tới. Chuyển đổi số thực chất là quá trình chuyển đổi từ không gian truyền thống sang không gian số. Trong quá trình chuyển sang không gian làm việc mới, các nhà quản lý, đơn vị hành nghề, cán bộ, nhân viên y tế và người dân cần thiết nhận thức đúng, chấp nhận cái mới, sự thay đổi thể chế, chính sách và quan trọng hơn là yếu tố công nghệ hiện đại luôn đổi mới. Đó là yếu tố dẫn dắt nhận thức. Chuyển đổi số ngày càng nhanh chóng thì thuận lợi, hiệu quả càng lớn. Hơn thế, ngành, đơn vị đi nhanh, đi trước sẽ thu hút nguồn lực, thu hút đầu tư. Với quá trình triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian vừa qua của Bộ Y tế nói riêng và của Việt Nam trong lĩnh vực y tế nói chung là sự thể hiện vai trò tiên phong và cơ hội bứt phá của y tế Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hiệu triệu được toàn dân và theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ để triển khai nghị quyết 52 vào cuộc sống.